Chào các em, anh là xe lửa Bob. Hãy cùng gặp gỡ các phương tiện vận tải Alpha B hôm nay. A là cho aeroplan bay lên trời cao đây cao vời. B là cho bird chúng khắp nơi, nào nhìn kìa chúng mới vượt qua. C là cả đây xe này đi ngang qua còi bấm vàng đèn. D là cho xe đất bay, đừng mà đừng lái về. Cho forklift nâng đồ vật rời khỏi mặt đất. G là cho rep bát chật thu gom rác ở khắp nơi này. X là cho helicopter bay này bay thẳng lên trời cao.
khi bạn gặp chúng bạn chào. Xì là cho dép bơ lên và rồi bạn thích bạn lái thật cao. Có vui không các em? Lái tất cả các phương tiện giao thông alpha b. Hẹn sớm gặp lại cùng với xe lửa Bob. Chào các bạn nhỏ. Rất vui khi ta có những người bạn tốt nhất, mặc dù thỉnh thoảng họ có thể hơi khó chịu. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Có thể lấy món ăn từ hộp cơm bạn, mừng tất cả trò chơi từ Xbox bạn. Hỡi bạn của tôi, bạn thân của tôi, khiến bạn gặp rắc rối với giáo viên bạn. Tư vấn không mong muốn như người giảng đạo. Hỡi bạn của tôi, bạn thân của tôi. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Là kẻ thua cuộc trong trò chơi này, anh ta phá vỡ xe đổ lỗi bạn. Hỡi bạn của tôi, bạn thân của tôi. Khi đang ăn pizza bánh tỏ anh dành cho rất ít cà chua soda format. Hỡi bạn của tôi, bạn thân của tôi. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Hãy nhìn những chú chim nhỏ dễ thương đó kìa. Tại chú chim nhỏ dễ thương đâu trên tường đó, chú tên Peter, chú tên Paul. Bay đi Peter, bay đi Paul, trở về Peter, trở về Paul. Hai chú chim nhỏ dễ thương đậu trên tường đó, chú tên Cha, chú tên Lily. Bay đi Chuck, bay đi Lily, trở về Chuck, à trở về Lily.
chú chim nhỏ dễ thương đậu trên tường đó. Chú tên Peter, chú tên Paul. Bay đi Peter, bay đi Paul. Trở về Peter, trở về Paul. Chào các bạn nhỏ, các em đã sẵn sàng ngủ chưa? Thấy mặt trăng bé nhỏ nhìn xuyên từ căn phòng đó, cuộn đôi chân bé ở dưới tấm chăn em, tường thấy rất nhiều nhiều bức tranh treo lên. Chuột mù ba chú chạy vòng quanh trong xanh, thường ngồi trên đó thấy chú Humpty Dumpty. Màu vàng xe buýt lái, ngọn đồi xe buýt đến và truyền về quàng khăn đó với chắc chiều đây. Màu hồng bằng chai và bột này một bát, ngược cùng yên trên lưng chú với lúc lắc nồi đu đưa, niềm vui trong quyển sách và đồ chơi thích lắm. Một dòng sông nên thơ chiếc thuyền đó bơi trên sông đây. Ngủ ngon nhé, chắc và chiều nhé. Ngủ ngon xe buýt lái đến nơi xa xôi. Chuột ngủ nhé, chuột ơi chuột ngủ nhé. Nào ngủ ngon nhé, coi say gió bằng ơi. Ngủ ngon hầm thì ngủ ngon đầm chi, ngủ ngon bàn chai ngon to. Chiếc nồi ngủ cùng chiếc yên ngựa này, ngủ ngon nào đồ chơi này, ngủ ngon nào bàn chân mình. Ngủ ngon đi, tôi sẽ ngủ say. Chào các em, gặp bạn của anh nhé, ngài xe buýt. Chào Bob, sao bạn không tham gia cùng tôi trên đường đến trường? Tất cả bánh xe buýt xoay tròn xoay tròn, xoay xoay tròn xoay xoay tròn. Tất cả bánh xe buýt xoay tròn xoay tròn, đi về trường thôi. Nhìn kìa Bob, họ đang gieo hạt ở đằng kia. Này những hàng cây cối xanh màu, nó xanh màu, nó xanh màu. Này những hàng cây cối xanh màu, đi về trường thôi. Ở đó có Polly đang giúp cụ Herbert. Dìu bà Herbert đi tới con đường, tới con đường, tới con đường. Dìu bà Herbert đi tới con đường, đi về trường thôi. Thật tuyệt phải không? Mọi người giúp đỡ dọn dẹp công viên. Hay vừa sạch sẽ thì trấn của mình rất ư sạch, rất ư sạch. Hay vừa thật sạch thì trấn của mình đi về trường thôi. Những việc làm tốt khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Làm nhiều việc thiện khiến chúng ta cười, chúng ta cười, chúng ta cười. Làm nhiều việc thiện khiến chúng ta cười, đi về trường thôi. Vui vẻ không? Hẹn gặp lại lần sau. Này các em, các em có biết tại sao chúng ta nên rửa tay không?
Tại sao vậy Bob? Để loại bỏ vi trùng, đó là lý do tại sao. Nào rửa tay khi chúng mình cùng chơi, chơi rất vui, chơi với nhau bông chày. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau, không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi, rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra, rửa tay cách chúng ta hay làm. Đã đến giờ ăn trưa, các em đã rửa tay chưa? Em sẽ làm điều đó ngay bây giờ Bob. Hoàn hảo. Nào rửa tay khi chúng mình cùng ăn, không quên trước bữa ăn mỗi ngày. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau, không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi, rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra, rửa tay cách chúng ta hay làm. Anh thấy em vừa ra khỏi nhà vệ sinh, em đã rửa tay chưa? Dạ rồi anh Bob. Xuất sắc. Nào rửa tay khi chúng mình vệ sinh, không quên nhớ rửa tay bằng này. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau, không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi, rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra, rửa tay cách chúng ta hay làm. Anh thích chơi với con chó của anh, nhưng em biết Bob, chúng ta phải rửa tay sau khi chơi. Nào rửa tay khi chúng mình cùng chơi, không quên chơi thú cưng mỗi ngày. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau, không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi, rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra, rửa tay cách chúng ta hay làm. Achish. Bob, anh bị cảm lạnh rồi. Em phải rửa tay để không bị bệnh giống anh. Nào rửa sạch bàn tay khi bạn gần tôi. Tôi đây tôi đã cảm lạnh rồi. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau, không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi, rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra, rửa tay cách chúng ta hay làm. Bây giờ anh cảm thấy rất an toàn. Em cũng vậy Bob. Hẹn gặp lại các em lần tới nhé. Này các em, hãy hát một bài hát ru cho em bé nhé. Ngủ ngoan nhé em, trên cành cây ở đây. Và cơn gió nhé, chiếc nôi xe đu đưa. Cành cây gãy đi, nôi này rơi xuống đây. Và mình đến chiếc nôi, em bé sẽ không sao. Ngọt ngào ấm ghê, mơ màng bé ngủ say. Mẹ ngồi kế bên đu đưa chiếc nôi này. Mẹ thì lắc lư, nôi này cũng lắc lư. Mặc dù ngủ say, em bé vẫn nghe ca. Ngủ ngoan nhé em, không sợ nhé bé yêu. Này đừng có lo, mẹ bé ở bên cạnh. Bàn tay nhỏ xinh nhắm nghiền đôi mắt em. Giờ bé ngủ say, đến sáng ngày hôm sau. Ở đó, em bé đang ngủ, và bạn cũng vậy. Chúc ngủ ngon. Thank you.
Chào các em. Các bạn có muốn xem thế giới tuyệt vời của đại dương không? Hãy đi cùng với Bob. Và đừng quên mang mặt nạ thở của bạn. Chúng ta đi qua con sông với mặt nước màu xanh. Như tôi dinh và tôi rằng trên mặt biển tôi đi qua. Đem chú ca tôi mong muốn chúng nhảy ra khỏi đường đây. Thật là vui bằng sẽ tin vào nơi tôi. Cả mập bơi tung quanh đó xem con cua với trái càng. Cả trình theo bánh xe tôi rất băng khuẩn. Xem mực ông mẹ và con xem con sữa nó bơi bơi. Trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Nhiều hoạt động vui vẻ dưới biển, hãy xem chúng là gì nhé. Hãy xem qua hang động đó trên chuyến đi với hai ma. Hãy cùng nhảy với sáng hồ và cò bơm ở bên cạnh. Và bạn cũng có thể thấy viên ngọc trai ở trong vỏ. Rất nhiều điều bạn có thể tìm thấy. Cả mập bơi xung quanh đó xem con cua với cây càng. Cả trình theo bánh xe tôi rất băng khuẩn. Xem mực ông mẹ và con xem con sữa nó bơi bơi. Trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Và có rất nhiều câu chuyện vui về cuộc sống ở đại dương sẽ cho bạn biết. Chỉ cần hòa mình vào đại dương, bạn sẽ cảm nhận được tất cả. Bơi cùng nhau và cả voi hát những câu chuyện hùng ca. Trong thành phố của biển xanh nhưng được lan vàng tươi. Nơi được vua bơi quanh đó với nàng tiên ca màu xanh. Và đoàn tàu chạy trên đường dày nổi. Cả mập bơi xung quanh đó xem con cua với cây càng. Cả chính theo bánh xe tôi rất băng khuâng. Xem mực ông mẹ và con xem con sữa nó bơi bơi. Trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Đó là một cuộc phiêu lưu thú vị và ướt át. Hãy sớm trở lại để có thêm nhiều cuộc phiêu lưu với xe lửa Bob. Này các em, hãy nhảy điệu Boshi Woshi. Nào nhảy bên trái, nào nhảy bên trái. Và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Woshi. Nào nhảy bên phải, nào nhảy bên phải. Và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Woshi. Nào nhảy bên trái, nào nhảy bên trái. Và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Woshi. Nào nhảy bên phải, nào nhảy bên phải. Và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Woshi. Nhảy lên lên lên, nhảy lên lên lên. Và mịt môi thì ta nói nhảy Boshi Woshi. Mình cúi xuống dưới, mình cúi xuống dưới. Mình cúi xuống hết mức nói nhảy Boshi Woshi. Nhảy lên lên lên, nhảy lên lên lên. Và mịt môi thì ta nói nhảy Boshi Woshi. Mình cúi xuống dưới, mình cúi xuống dưới. Mình cúi xuống hết mức nói nhảy Boshi Woshi. Chào các em, hãy để tôi hát cho các em nghe về bài hát cây cầu London nhé. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Thank you.
xây nó lên bằng gỗ và đất, gỗ và đất, gỗ và đất, xây nó lên bằng gỗ và đất, một cô gái đẹp. Gỗ và đất sẽ rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Gỗ và đất sẽ rửa sạch sẽ một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gạch và vữa, gạch và vữa, gạch và vữa. Xây nó lên bằng gạch và vữa một cô gái đẹp. Gạch và vữa sẽ không chịu được đâu, không được đâu, không được đâu. Gạch và vữa sẽ không chịu được đâu một cô gái đẹp. Xây nó lên với sắt và thép, sắt và thép, sắt và thép. Xây nó lên với sắt và thép một cô gái đẹp. Sắt thép không bị uổng công, bị uổng công, bị uổng công. Sắt thép không bị uổng công một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng. Xây nó lên bằng bạc và vàng một cô gái đẹp. Lên đến rít đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. Lên đến rít đang đổ xuống đó một cô gái đẹp. Yeah.
chích kia chích, khắp mọi nơi chích chích, mắc đô nô ngày có đang đánh. Chào các em, hãy nghe bài hát về Yankee Doodle nào. Yankee Doodle vào phố kia với con ngựa ông cưỡi trên lưng. Chiếc lồng chim trên mũ của ông được gọi là macaroni. Yankee Doodle luôn giữ nó, Yankee Doodle bành bao. Tâm trí ông theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Cha và tôi đã cùng đóng quân với cảnh sát trương tên Gô Đình, và chúng tôi đã thấy rất nhiều quân lính trông như bánh vũ đình. Yankee Doodle luôn ở đó, Yankee Doodle bành bao. Tâm trí ông theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Cảnh sát trương tên Washington với con ngựa ông cưỡi trên lưng, và chỉ huy quân lính của mình tôi thấy có đến 1 triệu binh. Yankee Doodle luôn ở đó, Yankee Doodle bành bao. Tâm trí ông theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Yankee Doodle thật tuyệt. Hẹn gặp lại bạn lần sau nhé. Này các em có nghe về ba chú mèo con chưa? Ba chú mèo làm mất tất mình và chúng bắt đầu khóc to. Mẹ ơi con buồn vì mất tất rồi, thế chúng con phải làm sao? Vì mất tất rồi à, nghịch qua đó mà bánh sẽ chẳng được cho. Miêu bánh chẳng được mẹ cho. Ba chú mèo họ tìm thấy tất của mình và chúng bắt đầu khóc to. Mẹ ơi con đã tìm thấy tất rồi, mẹ hãy xem này mẹ ơi. Vì tìm thấy tất rồi à, mèo bé nhỏ của mẹ bánh sẽ dành phần cho. Miêu bánh sẽ được mẹ cho. Chiếc tất vào và chúng bắt đầu ăn bánh. Mẹ ơi con sợ vì tất bấn rồi mẹ ơi. Vì tất bấn rồi à, kịch quá đó mà tiếng thơ dài thật sâu. Mèo gắn bấn rồi con. Thank you.
mèo giặt chiếc tất mình. Ba chúng bắt đầu học khô. Mẹ ơi xem này này, tất đã sạch, tất đã giặt sạch bông. Chị tất đã sạch đà, rồi lắm bé mèo. Mẹ ngươi thấy chuột gần đây. Mèo mèo, ngươi thấy con chuột gần đây. Này các em, hãy hát bài hát về cô bé Bu Biếp, người đã làm mất con cừu đó. Cô bé Bu Biếp làm mất cừu con, và cô không biết mai tìm chú ở đâu. Để cừu một mình mà nó sẽ về nhà, vẫy đuôi phía sau để chào đón cô. Cô bé Bu Biếp và cô đã ngủ thiếp, trong giấc mơ cô thấy cô đang chảy máu. Khi cô thức dậy nó như một trò đùa, bởi giấc mơ đó đã vừa thoáng qua. Và ngày sau đó cô cầm cây gậy nhỏ, cô tìm vị trí để tìm thấy cô. Thấy cô thật rồi nhưng cô vẫn không vui, cô không vẫy đuôi khi nhìn thấy cô. Và rồi một ngày Bu Biếp lặn mất rồi, cô lang thang trên một đồng cỏ khô. Cô thấy những chiếc đuôi của cô nằm cạnh nhau, nhưng chúng ở cao trên cành lá khô. Biếp thở dài và nước mắt rưng rưng, cô lang thang đến một thung lũng xa. Cố gắng làm những gì để giúp cô của mình, có thể vẫy đuôi khi nhìn thấy cô. Cô bé Bu Biếp làm mất cừu con, và cô không biết phải tìm chú ở đâu. Để cừu một mình và nó sẽ về nhà, vẫy đuôi phía sau để chào đón cô. Này các em, các em có nghe nói về con gấu đi leo núi không? Chú gấu lang thang ở trên núi đó, chú gấu lang thang ở trên núi nè, chú gấu lang thang ở trên núi đây. Anh ấy có thể thấy những gì? Tất cả anh thấy thứ chi? Tất cả anh thấy thứ chi? Ở phía bên kia của ngọn núi đó, ở phía bên kia của ngọn núi nè, ở phía bên kia của ngọn núi đây. Tất cả anh có thể nhìn, anh thấy ngọn núi ở đây, anh thấy ngọn núi ở đây. Lang thang ở trên núi đó, chú gấu lang thang ở trên núi nè, chú gấu lang thang ở trên núi đây. Anh có thể thấy những gì? Tất cả anh thấy thứ chi? Tất cả anh thấy thứ chi? Ở phía bên kia của con suối đó, ở phía bên kia của con suối nè, ở phía bên kia của con suối đây. Tất cả anh có thể nhìn, anh thấy con suối ở đây, anh thấy con suối ở đây. Lang thang ở trên núi đó, chú gấu lang thang ở trên núi nè, chú gấu lang thang ở trên núi đây. Anh nhìn và thấy thứ chi?
Nè các em, đến giờ đi tắm rồi. Tắm nào các em. Nhưng em ướt rồi sao? Và em sạch sẽ hơn. Nhưng em mới vừa tắm ngày hôm qua. Chúng mình phải tắm mỗi ngày bạn ơi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi chúng ta hãy chà đi. Hãy cùng rửa tay. Chẳng có cục xà bông. Điều đó chẳng có sao. Và ta có nước nhiều ở đây không? Sẽ nhiều cho ta sạch sẽ ngày nay. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi chúng ta hãy chà đi. Gội đầu chúng ta. Chúng em muốn tóc được khô. Ô rồi sẽ khô. Lấy một chiếc khăn tóc bạn sẽ khô. Chà chà đi thôi mình sẽ sạch hơn. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi chúng ta hãy chà đi. Bạn có thấy vui không? Bây giờ bạn có thể đi đến trường rồi. Tạm biệt nha. Chào các em. Các em có muốn hát bài hát Bánh xe bus với xe lửa bóp không nào? Tất cả bánh xe bus xoay tròn, xoay tròn, quay vòng tròn, quay vòng tròn. Tất cả bánh xe bus quay tròn, quay tròn, đi về thành phố. Gạt nước trên xe bus xoay vù, xoay vù, xoay vù vù, xoay vù vù. Gạt nước trên xe bus xoay vù, xoay vù, đi về thành phố. Tôi trên xe bus kêu bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Còi trên xe bus kêu bíp bíp bíp, đi về thành phố. Cửa sổ trên xe bus đi lên đi xuống, đi lên lên, rồi đi xuống. Cửa sổ trên xe bus đi lên đi xuống, đi về thành phố. Tất cả bánh xe bus quay tròn, quay tròn, quay vòng tròn, quay vòng tròn. Tất cả bánh xe bus quay tròn, quay tròn, đi về thành phố. Các em có thích bài hát Bánh xe bus không? Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Chào các em, đây là bài hát tôi hát khi tôi ở một mình và có chút sợ hãi. Tôi đi ra biên cả và tôi đã đi rất xa. Tôi vượt qua sa mạc thật xa nơi của chúng tôi. Sẽ không có điểm dừng, tôi sẽ không đầu hàng đâu.
sẽ tìm con đường đó nhanh hay chậm, cao hay thấp. Ta đi, ta đi, ta đi như xe lửa trên đường dây. Ta đi qua cơn mưa, qua cơn bão và tuyết. Ta đi, ta đi, ta đi. Khi bạn cảm thấy thật tệ, hãy nhớ rằng hôm nay là khoảnh khắc thoáng qua trong ngày. Ngày mai sẽ trở lại với một khởi đầu mới tươi sáng hơn. Đó là bóng tôi nhưng ánh sáng sẽ trở lại. Tôi sẽ tiếp tục đi hát giai điệu hùng ca. Sẽ không có điểm dừng, tôi sẽ không đầu hàng đâu. Sẽ hét lên thật to, thôi tan cơn bão đi. Ta đi, ta đi, ta đi như xe lửa trên đường dây. Ta đi qua cơn mưa, qua cơn bão và tuyết. Qua cơn mưa, qua cơn bão và tuyết. Ta đi, ta đi, ta đi. Tại sao chúng ta cảm thấy sợ hãi bởi những điều ta không biết? Nhưng hãy nhớ rằng những gì chúng ta không biết ngày hôm nay sẽ quen thuộc với chúng ta vào ngày mai. Tôi cảm nhận thấy tất cả thấy gió trên khuôn mặt tôi. Bạn ơi hãy vui lên, sợ hãi sẽ không ích gì. Tôi sẽ không sợ hãi, sẽ ôm lấy và bước qua. Mỉm cười vào ngày mai, tôi sẽ biết, tôi sẽ biết. Ta đi, ta đi, ta đi như xe lửa trên đường dây. Ta đi qua cơn mưa, qua cơn bão và tuyết. Ta đi, ta đi, ta đi. Đừng bao giờ để nỗi sợ hãi về điều bạn không biết kéo bạn xuống. Hãy nhớ những gì Sailor Bob đã dạy bạn. Ôi, cuối tuần rồi, một kỳ nghỉ, tôi sẽ có niềm vui cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi, cuối tuần đến rồi. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi. Hai ngày nghỉ dài, ngày thứ bảy và chủ nhật, những ngày vui. Hôm nay là một ngày tôi được đi chơi. Hãy để tôi rời xa những cú sốc, gặp bạn bè của tôi, chơi trong ánh nắng mặt trời, uống nước chanh và có nhiều niềm vui. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi, cuối tuần đến rồi. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi. Hai ngày nghỉ dài, ngày thứ bảy và chủ nhật, những ngày vui. Thứ hai đến thứ sáu, tôi phải đi học, làm tất cả bài tập về nhà, dính vào các quy tắc. Nhưng hôm nay là ngày cuối tuần, tôi có thể thư giãn, đi chơi với bố mẹ và có hàng tấn thức ăn nhẹ. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi, cuối tuần đến rồi. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi. Hai ngày nghỉ dài, ngày thứ bảy và chủ nhật, những ngày vui. Này các em, hãy trở thành những người khác nhau ngay hôm nay. Rung với lên hay làm nào, như là bác sĩ chung
bác sĩ chúng ta ra với đi vào làm nào như là bác sĩ chúng ta sức khỏe tốt rồi thật rồi bác sĩ tốt đó nha. Những tên trộm trộm đồ giống một chú cảnh sát đi. Trước tiên ta phải chạy tìm giống như chú cảnh sát kia. Hãy khóa chúng lại thật chặt giống một chú cảnh sát đi. Bắt dính tên trộm thật rồi, ôi thật tốt cảnh sát ơi. Sạch giống thời xưa ống nước đi, ống nước sạch rồi thật sạch giống thời xưa ống nước nha. Ống nước tiếp tục làm sạch giống thời xưa ống nước đi. Tất cả thật tuyệt tuyệt vời anh thời xưa ống nước hay. Bác nông dân đến lúc thu hoạch vụ mùa giống như một bác nông dân rất tốt công việc bạn làm ôi thật tốt bác nông dân. Của chúng ta trông đi món salad salad giống đầu bếp xuất sắc nha. Nấu những món ăn tuyệt vời giống đầu bếp của chúng ta chẳng để thứ chi bừa bộn giống đầu bếp xuất sắc nha. Hãy hát bài hát Cá Mập Con. Cá Mập
con chu 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 cá mập con chu 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 cá mập con chu 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 cá mập con cá mập mẹ chu 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 cá mập mẹ chu 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 cá mập mẹ chu 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 cá mập đây cá mập cha chu 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 cá mập cha chu 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 cá mập cha chu 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 cá mập cha cá mập ba chu 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 cá mập ba chu 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 cá mập ba chu 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 cá mập đây cá mập ông chu 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 cá mập ông chu 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 cá mập ông chu 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 cá mập ông hãy đi săn chu 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 hãy đi săn chu 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 hãy đi săn chu 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 hãy cùng săn hãy chạy đi chu 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 hãy chạy đi chu 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 hãy chạy đi chu 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 hãy chạy đi đã an toàn chu 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 đã an toàn chu 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 hãy chạy đi chu 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 tránh sợ chi kết thúc thôi chu 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 kết thúc thôi chu 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 kết thúc thôi chu 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 các bạn ơi thật vui phải không tạm biệt. Má lung liền cầm che dầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần rồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng vâng vâng. Ma lung liền cầm che dầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần rồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng vâng vâng. Ma lung liền cầm che dầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gân rồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng vâng vâng. Ma lung liền cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gân sồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng vâng vâng. Này các em, hãy cùng gặp chú chồng nghịch ngợm với xe lửa bóp. Nhìn xung quanh các bụi cây dâu tầm bằng khi đuổi theo chú chồng và khi nghĩ tới niềm vui quanh mình. Cô đuổi theo con chồng, một xu cho một ông sơi, chỉ một xu cho này kim khâu đồ, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con chồng. Timmy hơi ho chút thôi mà, và Timmy đang bị sơi nè, chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Cô đuổi theo con chồn, nước cân gạo có hai xu à, nước cân mật mía ngon tuyệt, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con chồn. Mời tôi khi tôi ra ngoài, bằng khi ở trên cái bàn, nhặt một cây và ném nó đi. Cô đuổi theo con chồn, không qua cửa xuống con đường, trong ra ngoài giống như đai bàn, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con chồn. Dạy tôi cách sâu kim nè, và phải làm sao để mai đồ, và mỗi khi ngón tay tôi trượt, cô
cô đuổi theo con chuột. Có thể thử và mai thiếu thùa, không bao giờ chúng ta mai đẹp, vì thế hãy cùng nó lên đi nào, cô đuổi theo con chuột. Bạn có thấy vui không? Sớm trở lại với nhiều niềm vui.